Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình lại được xin chào các bạn đã trở lại với kênh HKB Channel. Ngày hôm nay mình rất vui mừng được chia sẻ với các bạn một cái video làm thế nào để chúng ta có thể gom băng thông của hai cái cảng mạng máy tính lại với nhau để giúp cho cái máy tính của mình chạy ổn định hơn, có tốc độ truy cập mạng tốt hơn, và nếu không may sự cố ở trên một cảng mạng thì máy của chúng ta vẫn có một cái cảng mạng để chạy. Điều này rất hữu ích, đặc biệt là cho những bạn đang chạy Binod. Thế thì để chúng ta có thể gom được hai cái cảng mạng thì điều đầu tiên cần thiết đó là gì? Máy tính của chúng ta phải có hai cảng mạng vật lý. Nếu như máy tính của các bạn chưa có hai cảng mạng vật lý thì chúng ta có thể đi ra ngoài ở các tiệm máy tính, chúng ta mua thêm một cái cảng mạng máy tính, rồi sau đó các bạn về gắn cảng mạng lên máy tính của mình. Sau khi gắn vào xong, chúng ta kiểm tra ở trong máy tính, các bạn vào biểu tượng của cảng mạng, chúng ta chọn Open Networks. Máy tính của chúng ta sẽ báo cho chúng ta là nhận diện được hai cái cạc mạng như thế này. Còn không, nếu các bạn có thể vào là nhấn thêm vào cái mục là Internet, chúng ta chọn Chain Adapter Option thì chúng ta cũng sẽ thấy hai cạc mạng máy tính của chúng ta vật lý nhận diện ở trên máy. Các bạn có thể đổi tên cạc mạng của chúng ta để cho đặt cái tên dễ nhớ, để cho chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát và quản lý cạc mạng hơn, bằng cách chúng ta chọn chuột phải vào cạc mạng và chúng ta chọn rename. Sau đó các bạn đặt tên cạc mạng theo mình mong muốn. Rồi sau khi chúng ta đã đổi tên cạc mạng xong, đến bước thứ kế là chúng ta đặt IP tĩnh cho cái cạc mạng mà chúng ta muốn làm cạc chính. Thường cạc mạng được tích hợp theo mainboard là cạc mạng sẽ là ưu tiên. Chúng ta chọn chuột phải vào cái cạc mạng ưu tiên đó, chúng ta chọn Property. Các bạn kéo xuống cái mục IPv4, rồi chúng ta chọn Property và chúng ta đặt IP cho cái cạc mạng này. Ví dụ như ở đây tôi đang đặt là 192.168.110.175. Các bạn lưu ý, đối với các bạn chạy Binod thì địa chỉ IP này các bạn đặt giống với cái địa chỉ IP mà chúng ta đã tắt bỏ, mở bỏ ở trên modem. Địa chỉ Default Gateway chúng ta trỏ về cái modem của chúng ta 68110.1, và DNS là cái địa chỉ giúp để phân giải tên miền. Chúng ta có thể đặt là trỏ về cái IP của Google bằng cách là đặt 8888844. Sau khi các bạn đặt xong, chúng ta chọn OK. Chúng ta chọn OK. Rồi sau khi chúng ta đã đặt IP xong, các bạn chọn read hai cạc mạng này thành một cạc mạng, có nghĩa là gom hai cạc mạng thành một cạc mạng đó. Chúng ta chọn chuột phải và chúng ta chọn vào một cái cạc mạng thứ nhất và nhấn phím Ctrl ở trên bàn phím. Các bạn nhấp vào cạc mạng thứ hai, chúng ta chọn chuột phải thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái dòng đó là read hai cạc mạng. Read hai cạc mạng ở đây do máy tính của tôi đã read sẵn rồi, cho nên là gì, nó sẽ không còn cái dòng đó nữa. Sau khi các bạn chọn read hai cạc mạng lại, nếu máy tính của chúng ta không vào được mạng Internet thì các bạn
chọn vào cái cạc mạng read nó ở trên cái icon network này, chúng ta chọn chuột phải vào nó và chúng ta chọn property. Các bạn chọn vào IPv4 và các bạn chọn property. Các bạn đặt lại địa chỉ IP cho cạc mạng read giống y chang với cái cạc mạng chính mà chúng ta đã đặt IP. Và chúng ta chọn OK. Thì máy tính của chúng ta sẽ vào được mạng Internet bình thường giống như ban đầu. Các bạn lưu ý thêm là quá trình chúng ta đặt cạc mạng set IP, chúng ta tìm ở trong cái mục chúng ta tìm bên dưới cái dòng của IPv4, chúng ta thấy sẽ có một cái dòng là gì, IPv6. Các bạn bỏ chọn cái mục này đi ha, bỏ tích chọn cái này đi. Cái việc chúng ta bỏ tích chọn này đi sẽ giúp máy tính của chúng ta truy cập vào mạng nhanh hơn, truy cập vào mạng nhanh hơn thay vì phải đi dò. Rồi sau khi chúng ta viết xong, chúng ta chọn chuột phải vào cái cạc mạng read và các bạn chọn start search thì để kiểm tra xem là cạc mạng của chúng ta đã được read gom hai cạc mạng lại hay chưa. Thì khi các bạn read thành công thì tốc độ speed ở trên này nó sẽ bằng gấp 2 lần cái tốc độ cạc mạng vật lý, và tốc độ băng thông ở đây cũng sẽ được thay đổi tăng gấp đôi. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ xong cái việc là chúng ta làm sao để có thể gom hai cạc mạng vật lý thành một cạc mạng read để giúp cho máy tính của chúng ta tăng gấp đôi băng thông cạc mạng lên, chạy ổn định hơn, và nếu như rớt một cạc mạng chúng ta vẫn còn một cạc để chạy. Điều này rất hữu ích đối với những bạn mà có nhu cầu đòi hỏi cái sự kết nối cạc mạng liên tục và kết nối có tốc độ cao. Đặc biệt là những bạn đang chạy Binod. Các bạn xem video, nếu thấy video này có ích, vui lòng hãy like, share và chia sẻ cái video này. Trường hợp các bạn chưa rõ, hãy vui lòng kết nối bằng cách là comment những câu hỏi của các bạn ở bên dưới video, hoặc truy cập website, hoặc kết nối vào địa chỉ Zalo IO của công ty. Thì sẽ có những bạn kỹ thuật trực và tư vấn hoặc hỗ trợ cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.